Sáng 5 tháng 5, một số khách hàng liên quan đến sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Tâm An Đầu Tư đã được phía công ty bảo hiểm Manulife Việt Nam mời lên công ty tại thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết những khiếu nại về gửi tiền tiết kiệm ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB bị chuyển thành bảo hiểm nhân thọ. Tại cuộc gặp, phía Manulife chấp nhận giải quyết cho một số khách hàng được hủy hợp đồng và nhận lại số tiền đã đóng với điều kiện là phải ký vào giấy xác nhận với nội dung là cam kết giữ im lặng. Cụ thể, trong giấy xác nhận do Manulife Việt Nam đưa ra, công ty này yêu cầu khách hàng xác nhận đồng ý với nội dung mà công ty đề cập trong thư phúc đáp, như khách hàng đồng ý hủy hợp đồng bảo hiểm và nội dung. Kể từ ngày nhận được đầy đủ số tiền nói trên do công ty thanh toán, tôi cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với công ty, cũng không thực hiện bất kỳ hoạt động nào làm phương hại, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của công ty. Ngoài ra, Manulife Việt Nam cũng đề nghị khách hàng cam kết không tiết lộ, dù trực tiếp hay gián tiếp, bất kỳ thông tin nào về nội dung trao đổi, các văn bản, thỏa thuận, email, tin nhắn, hình ảnh, ghi âm, ghi hình cuộc họp liên quan đến vụ việc này giữa khách hàng và công ty cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông và hoặc mạng xã hội nào. Những khách hàng này cho biết họ không dám tiết lộ các nội dung cụ thể trong cuộc gặp, cũng như những vấn đề liên quan, vì hiện tại dù đã được ký biên bản xác nhận nhưng họ chưa nhận được tiền ngay mà phải đợi đến 10 ngày sau phía Manulife Việt Nam mới chuyển tiền vào tài khoản. Trước đó, ngày 26 tháng 4, Manulife Việt Nam đã họp báo công bố quyết định giải quyết vụ việc để khép lại những lo ngại về sản phẩm bảo hiểm Tâm An Đầu Tư được phân phối qua đối tác Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Theo đó, Manulife Việt Nam cho biết sẽ liên hệ các khách hàng SCB tham gia sản phẩm bảo hiểm Tâm An Đầu Tư đã gửi khiếu nại hoặc gửi trước ngày 30 tháng 4 năm 2023 để cùng bắt đầu quá trình thảo luận giải quyết khiếu nại bắt đầu từ tuần này. Những cuộc thảo luận này nhằm đạt được một số giải pháp công bằng cho cả hai bên, bao gồm việc hủy hợp đồng và hoàn phí nếu có cơ sở hợp lý. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được xác định dựa trên đánh giá các yếu tố như tính đầy đủ, hợp pháp của bộ hồ sơ hợp đồng bảo hiểm, kết quả phỏng vấn, đối chất với các tư vấn viên và nhân viên ngân hàng liên quan, các thông tin do khách hàng cung cấp trong đơn khiếu nại hoặc trong quá trình trao đổi cùng các bằng chứng hoặc các yếu tố có liên quan cần được cân nhắc. Lãnh đạo Manulife xác nhận là hoàn thành các cuộc đối thoại với khách hàng và đạt được giải pháp vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.